Đó đây. Đường kia là chốt. Đặt xuống này, đặt xuống, lấy dây keo ra. Lấy dây keo ra, đặt xuống. Nằm như nãy đặt qua đây. Xuống nè. Rồi, nhẹ nhàng xuống luôn. Rồi, lộn qua. Ê, thả nhớ trước đi anh này, dọc một lon nhớ cho chạy nhớ hết đi. Nhớ kia chạy hết đi. Rồi đó ra đó. Đang bên. Rồi đây có cái khâu này, cái chừng lậu cái khâu này nghe. Đó, đây khâu nè, nhớ lụm lại nha. Đó. Phải lấy dầu rửa luôn nha. Rửa sạch sẽ luôn đi. Ha, xịt dầu ở đây. Rửa cho tôi xuống hết luôn. Rồi cạo con nha, cạo con rồi rửa luôn. Rồi nhớ nha, bắt khâu lại nha. Cao xịt tưng luôn nha. Rồi xịt dầu vô rửa nè, sạch luôn. Má sao xịt dầu trong rửa sạch ở trong luôn. Mới được. Rửa ba chặn ra hết luôn ha. Dầu của mình dầu mới đó. Xịt lấy cọ rửa ra, cọ sao nha. Rửa trong lóc cho sạch luôn nè, lóc chơi nè. Sạch lóc ra luôn. Trong đó, ở dưới kìa. Đó, ở dưới. Rồi. Sạch chưa, sạch con chưa, sạch con chưa. Tôi sạch con đây rồi, hãy rửa. Đó rồi vô lấy dầu rửa đi anh, rửa cho tưng luôn. Mấy chút luôn nè, vui trên. Cạo sạch sẽ đồng hoàng luôn. Rồi, vô lấy dầu rửa sạch ra đi. Rửa đi. Lấy dầu bắn vô lấy cọ rửa ra. Chế độ xe 80. Cho vô trong chút à, cho nó mát, kéo đầu vô, kéo đầu vô, con vô, kéo lên, kéo tới, rồi gì đó, rồi đi anh. Cái này đem ra sao bỏ con sọt nha, bỏ con sọt sao á. Con trên nó nghe, còn con ở đó đúng 8 con nha. Rồi. Bữa nay còn con mỏi dứt luôn rồi, mỏi cho gòi luôn đi. Để dưới là quên đó. Hả? Cái dòng đâu? Dây keo để cho nó đạp không? Cái dòng đâu, dòng 13 đâu? Rồi dẫn đi. Không gấp thùng xới này vô lại nghe, thùng xới nó bỏ rồi. Thùng chế không xài nó nữa. Mở vô cung rồi đổi cho ta luôn nha. Dòng rồi nè. Mở bỏ ra đổi ta cái dùng mới luôn. Rồi anh mở nó ra đi. Ra chưa? Căng mịn mà xay xay đó. Bây giờ anh có thể dạy xây lên đi, lật lên như hồi nãy dễ làm. Hạ xuống nha. Rồi lật lên đi.
nhưng mà anh chưa đóng ra được, kìa khoan nó chưa đóng ra được, chưa lật anh được, không có thể đóng. Không rồi, để gì mở rồi. Mở nè. Mở đi, mở đóng ra đi. Đúng rồi. Hết chưa mấy con ơi? Để lộn nè, này dẹp con bên. Rồi. Nhớ lấy ba miếng thao anh em. Ba miếng thao nằm trên đó, nhớ nha. Khi nào có ba miếng thao nằm trên phải trả ba miếng thao nằm trên lại nè, để thử xì nhớ. Cái miếng này cuốn lên đi, không xài đó, nhìn nè. Đóng ra cạo ra ông bỏ ha. Hello.